những con giáp may mắn nhất trong ngày mùng 7 tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Đây là năm con giáp may mắn nhất trong ngày mùng 7 tháng 12 âm lịch. Phải nói là ngày mùng 7 là một ngày vô cùng đáng nhớ với những con giáp này, bởi trong ngày hôm nay các bạn sẽ được bề trên ban lộc, ra đường gặp quý nhân, công việc hanh thông, mọi điều như ý, tình duyên nở rộ. Đó là các con giáp dưới đây. Thứ nhất là người tuổi Tý, thứ hai tuổi Dần, thứ ba tuổi Mão, thứ tư tuổi Tỵ, thứ năm tuổi Thân và thứ sáu tuổi Dậu. Các bạn hãy cùng kiểm chứng với mình xem có đúng không nhé. Tuổi Tý, Tý Thìn bán hợp tăng cơ hội gặp được quý nhân cho người tuổi Tý trong hôm nay. Bạn hăng hái thể hiện mình biết cách phát triển thế mạnh đúng lúc đúng chỗ, từ đó được quý nhân để mắt và chủ động nâng đỡ cho bạn. Ngày này, khả năng ngoại giao tương tác của những chú chuột cũng nhờ có chính quan mà ngày càng trở nên khéo léo hơn, có lợi cho những kế hoạch hợp tác hay ký kết làm ăn. Bạn có thể tranh thủ đưa ra các điều khoản có lợi cho phía mình với thái độ chân thành, đối tác sẽ không cố tình làm khó bạn. Vận trình tình cảm cũng khá tốt, không cần làm gì đau to buồn lớn, nhưng bạn vẫn có được hạnh phúc mà mình đang có bằng những việc đơn giản. Người độc thân hôm nay đừng từ chối lời mời của ai đó đấy nhé. Đó có thể là cơ hội để bạn tìm được người phù hợp. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam hợp quý nhân thân Tý Thìn của phong thủy Sa Cát. Đặc biệt vòng cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Dần, tam hợp cục xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Dần cho thấy con giáp này đón ngày mới với sự thoải mái, vô tư và một tinh thần phấn chấn. Nhờ vậy, bạn có thể giải quyết công việc một cách sáng suốt, hiệu suất được nâng cao khá rõ. Con giáp này trở nên mạnh dạn hơn trong quyết định quan trọng và sự nỗ lực của bản mệnh cũng được cấp trên đánh giá cao và đồng nghiệp ngưỡng mộ. Tâm trạng vô cùng tốt và điều này chính là động lực giúp con giáp hoàn thành các nhiệm vụ được giao dù có gặp khó khăn, thử thách nào. Tuy nhiên, ngày ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm của con giáp cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Khi cảm xúc của bản mệnh ngày một nồng nhiệt hơn thì người ấy lại có vẻ trùng xuống và không mấy quan tâm đến tình yêu của hai người. Bạn có thể chủ động trò chuyện với người ấy nhiều hơn để có thể cải thiện tình trạng này. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mão, công việc của tuổi Mão trong ngày này tiến triển thuận lợi, hứa hẹn vô cùng thong dong với đường công danh của con giáp này. Công việc trong ngày không quá nhiều nhưng không làm tốt ngay từ bước khởi đầu này, vận trình cả năm về sau của bạn sẽ bị ảnh hưởng theo đó. Thật may mắn vì mọi thứ đều tiến triển đúng kế hoạch, hầu như không có biến động lớn, mọi thứ dường như đã đúng vào guồng, bản mệnh cứ y kế hoạch mà làm, mưu sự không quá khó khăn. Nếu có ý tưởng hay dự án nào lớn, bạn có thể cân nhắc triển khai trong thời gian này, tỷ lệ thành công khá là cao. Cuộc sống tình cảm của người tuổi Mão lúc này rộn ràng, nhộn nhịp, tâm trí của bạn sống động hệt như những bữa tiệc mà bạn không cho phép bất cứ ai điều khiển nó. Thế nhưng đừng quá tự tin là mình có thể kiểm soát hết tất thảy mọi thứ, nhất là người độc thân. Đừng nghĩ rằng một lúc bạn có thể hẹn hò được nhiều người, vì cuối cùng có thể bạn sẽ mất đi người yêu bạn chân thành nhất. Ở phương diện sức khỏe, bạn hoàn toàn yên tâm khi vấn đề thể chất không gặp bất cứ tình trạng nguy cấp nào. Bạn có sức sống dồi dào, tinh thần phấn chấn, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Có điều bản mệnh cần lưu tâm tới vấn đề ăn uống, dinh dưỡng. Bạn thường bị đầy hơi, ăn không ngon miệng, nhiều người lại lười luyện tập khiến trọng lượng cơ thể tăng đáng kể. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ, xem tử vi mùng 7 tháng 12 năm 2022 âm lịch, con đường làm ăn, kinh doanh của người tuổi Tỵ lại có những bước tiến khá rõ rệt. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ tin tưởng đi theo những lựa chọn ban đầu của mình. Ngày này, người tuổi Tỵ có cơ hội được làm quen với những đối tác hoặc khách hàng triển vọng, giúp cho công việc làm ăn được đà phát triển nhanh chóng. Chuyện tình duyên của người tuổi Tỵ có những bước chuyển biến rõ rệt trong ngày hôm nay. Dù là người độc thân hay người đã lập gia đình đi chăng nữa, bạn cũng sẵn sàng mở lòng để đón những tin vui. Với người còn độc thân, nhờ có cát tinh đào hoa xuất hiện, bạn có thể nhận thấy xung quanh mình bỗng xuất hiện rất nhiều đối tượng triển vọng. Thậm chí, bản mệnh không cần phải quá nhiệt tình trong việc làm quen, cũng có người chủ động đến với bạn.
Khi nhận ra ai là người chân thành với mình, bạn cũng nên tỏ thái độ thiện chí với đối phương, như vậy mới mong nên duyên được. Tình hình sức khỏe của người tuổi Tỵ không có gì đáng lo ngại trong ngày này, để có thể coi là niềm an ủi lớn lao mỗi khi bạn phải đối diện với những điều không mong muốn trong cuộc sống. Vì có sức khỏe, hãy luôn cố gắng hết mình, đừng bao giờ có ý định bỏ cuộc, nhất là khi bạn vẫn còn trẻ tuổi. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng không nên cậy mình còn trẻ mà lao động quá sức hoặc dành quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân, không quan tâm đến chế độ sinh hoạt của mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân. Được tam hợp cục che chở, công việc của người tuổi Thân diễn ra khá trôi chảy, bản mệnh nhận được sự nâng đỡ, tạo điều kiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để có được những cơ hội thăng tiến trong tương lai. Bạn cũng không dễ gì bỏ lỡ thời cơ tốt như vậy, các hoạt động xã giao trong ngày cũng được diễn ra rất suôn sẻ, nhờ vậy bản mệnh dễ dàng nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ của mọi người. Về cơ bản, mọi kế hoạch đều được tiến hành trơn tru nên cấp trên đang đánh giá người tuổi này rất cao, không chỉ về hiệu quả công việc mà còn về các kỹ năng khác. Kim được thổ dưỡng, vận trình tình cảm con giáp này lại đón nhận tin vui khiến trong lòng bạn phấn chấn cả ngày. Nhân cơ hội này, người tuổi Thân có thể tiến hành việc tỏ tình, hẹn hò bởi khả năng thành công rất cao. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu. Ngày hôm nay, tuổi Dậu may mắn được lục hợp trợ mệnh nên trở nên năng động, có những sáng kiến đột phá, thúc đẩy nhanh tiến độ công việc. Sự cố gắng của con giáp này khiến cấp trên rất hài lòng và tạo thêm không gian phát triển cho bản mệnh. Nhờ đó, cơ hội thăng quan tiến chức cũng được rộng mở hơn. Phương diện tài lộc trong ngày cũng khá tươi sáng, thấy rõ bản mệnh có nhiều nguồn thu nhập từ bên ngoài hoặc được giới thiệu cho thêm những mối làm ăn mới. Điều này giúp con đường làm giàu của tuổi Dậu hanh thông hơn bao giờ hết, tiền bạc không còn là nỗi lo. Hôm nay cũng là một ngày vượng duyên của con giáp, mối quan hệ tình cảm vẫn hài hòa, tốt đẹp nhất là tình cảm gia đình. Ra ngoài làm việc có mệt mỏi thế nào nhưng chỉ cần về nhà là con giáp này lại được tiếp thêm năng lượng, tình cảm phấn chấn, có động lực để cố gắng nhiều hơn. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu của phong thủy Gia Cát. Đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tức thứ năm ngày 29 tháng 12 năm 2022 dương lịch là ngày Bính Thìn, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Sa Trung Thủ, ngày Bính Thìn thuộc hành thổ, khắc hành thủy, đặc biệt tuổi Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày thì lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành thủy cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Mậu Tuất và Nhâm Tuất. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo. Xin cảm ơn!